lũ cuốn phăng cả trăm ngôi nhà dân bơ phờ đi ở tạm, rất nguy cơ hàng trăm người ở bản Bồng, xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị nước lũ cuốn trôi. Bộ đội biên phòng Tam Trung đã liều mình qua dòng nước lũ cứu người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát Cao Văn Cường cho biết, thống kê ban đầu toàn huyện có 9 xã, thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua, 105 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hỏng. Nặng nhất là bản Bồng có 77 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, sập hoàn toàn. Trước tình hình trên, đồn biên phòng Tam Trung đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, vượt dòng nước lũ chảy xiết đưa người dân đến nơi an toàn. Đồn biên phòng Tam Trung cũng đã bố trí nơi ăn ở, hỗ trợ lương thực và nước uống cho người dân được sơ tán, tổ chức cấp cứu kịp thời và đưa lên tuyến trên các nạn nhân bị nhà sập đè lên. Theo ông Cường, đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Lát vẫn bị cô lập do mưa lũ và sạt lở đất. Công tác khắc phục hậu quả đang được các lực lượng tích cực triển khai, tuy nhiên do địa hình phức tạp, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nước lũ dâng cao chảy xiết nên rất khó khăn. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa mới có thể thông đường do sạt lở đất. Hiện tại, chỉ có thể đi bộ về trung tâm huyện Mường Lát và một số vùng bị thiệt hại do lũ. Người dân ở các vùng lũ đang sử dụng nguồn gạo dự trữ tại chỗ và của các đồn biên phòng. Các đoàn cứu trợ chưa thể tiếp cận được địa bàn, ông Cường cho hay. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát cũng đã thành lập một phòng khám di động tại vùng lũ để khám và chữa bệnh cho người dân nhiều ngày qua. Xót xa cảnh trường ngập đất trước ngày khai giảng. Còn một ngày nữa là khai giảng năm học mới, nhưng ở các trường của huyện Quan Hóa, Mường Lát, Thanh Hóa vẫn ngập bùn đất do đợt lũ vừa qua. Ghi nhận tại trường tiểu học Trung Sơn, huyện Quan Hóa, dãy nhà 2 tầng, 6 phòng học đã bị đổ sập hoàn toàn, đồ dùng học tập, tài sản của nhà trường cũng bị vùi lấp. Thầy H. Xuân Phúc, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Sơn cho biết, sau khi trận lũ kinh hoàng xảy ra vào ngày 30 tháng 8, ngôi trường bị xóa sổ gần như hoàn toàn. Thời điểm xảy ra mưa lũ đang là ngày nghỉ, nên toàn bộ giáo viên và học sinh của trường không ai bị thương hay thiệt mạng. Mỗi năm ngày này thầy trò đang hao hức chuẩn bị cho ngày khai giảng, nay cảnh tượng hoang tàn nhìn mà xót xa, thầy Phúc chia sẻ. Cũng theo thầy giáo Phúc, năm học mới này nhà trường có tất cả 315 học sinh, trong đó tại điểm trường chính vừa bị sập có 264 học sinh. Ông Ngô Phi Hùng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quan Hóa cho biết, kế hoạch của nhà trường sẽ tổ chức khai giảng chung hai cấp học tại trường trung học cơ sở Trung Sơn. Sau khai giảng, nhà trường sẽ mượn khu nhà ở của công ty 47 thuộc Thủy điện Trung Sơn để tổ chức cho các em học tạm. Tại khu nhà này sẽ ngăn được 5 phòng học, còn lại 3 lớp nữa thì phải học tạm ở các điểm trường khác. Để đảm bảo cho ngày khai giảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã huy động lực lượng lãnh đạo và chuyên viên của ngành xuống các trường chung tay với giáo viên, học sinh, khắc phục hậu quả thiên tai, không để học sinh không được dự ngày khai trường năm học mới, ông Hùng cho biết. Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết, mưa lũ đã gây ra tình trạng cô lập chia cắt nghiêm trọng trên địa bàn. Tại xã Tam Trung, các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở bị sạt lở, làm sập, hư hỏng nhiều phòng học, có những trường bị đất vùi lấp cao hơn 3 mét. Toàn bộ khu nhà bán trú của học sinh trường trung học cơ sở Tam Trung đã bị hư hỏng nặng. Khi đất đá bất ngờ ập xuống 48 học sinh ở bán trú tại trường trung học cơ sở Tam Trung, chỉ kịp tháo chạy khỏi phòng ở, bỏ lại toàn bộ tư trang, sách vở để vào nhà dân tránh trú. Huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục chủ động khắc phục, thu dọn trường lớp, chuẩn bị cho ngày khai giảng, ông Cường chia sẻ. Theo ông Cường, đến thời điểm này, ngành giáo dục của huyện Mường Lát cũng chưa thể thống kê được những thiệt hại về trường lớp trên địa bàn các xã của huyện do tình trạng mất điện, hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt nhiều ngày qua, giao thông bị chia cắt, cô lập. Nhà ngập cả mét bùn, 13 người Thanh Hóa chết, mất tích sau lũ. Nước ở các sông tại Thanh Hóa, cơ bản đã rút, người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất trong nhà. Đã có 13 người chết và mất tích sau lũ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, lũ thượng nguồn sông Mã đã xuống, mực nước hạ lưu sông Mã và các sông khác đã đạt đỉnh, đang xuống chậm. Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ
đang trợ giúp nhân dân tu sửa, vệ sinh nhà cửa, tiêu độc, khử trùng, xử lý nguồn nước, sớm ổn định đời sống. Đợt mưa lũ đã làm 7 người chết, 6 người mất tích ở huyện Mường Lát và huyện Cẩm Thủy. Sạt lở trên quốc lộ 15C, đoạn lên huyện Mường Lát, vẫn làm tắc đường tại 26 vị trí. Quốc lộ 16, còn 14 vị trí tắc đường tại các xã Trung Lý, Mường Lát, Hiền Kiệt, Quan Hóa, Sơn Thủy, Mường Mìn, Quan Sơn. Quốc lộ 217 tắc đường tại km 194+200, 194+300, thuộc xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn. Tại các vùng thấp dọc hai bờ sông Mã, huyện Cẩm Thủy, nước đã rút. Hàng trăm hộ dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, cạo vét bùn đất, nhiều đồ đạc, tài sản hư hỏng. Ông Lê Văn Trường, chú tổ 1, thị trấn Cẩm Thủy cho biết, nhà ông phải dùng cả máy sục và máy hút mới đưa được khối lượng lớn bùn ra ngoài. Những hình ảnh mưa lũ kinh hoàng tại Sơn La. Mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua tại Sơn La đã khiến nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường sạt lở, cuộc sống người dân đảo lộn. Sau 2 ngày mưa lớn, trên đỉnh Sơn La có hơn 40 điểm ách tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Nhiều đoạn đường bị sạt lở, đất đá vùi lấp, người và phương tiện di chuyển rất khó khăn hoặc không thể di chuyển. Nhiều tuyến đường ngập trong biển nước. Tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, mưa to trắng trời khiến mực nước trên sông Nậm Bàn lên nhanh, gây ngập nhiều khu vực dân cư sống hai bên bờ suối, khiến hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp. Mực nước trên suối Nậm Bàn được cho là cao hơn trận lũ lịch sử năm 1991. Huyện Mai Sơn là nơi ngập nặng nhất trong đợt mưa lớn những ngày qua. Hơn 100 hộ dân tại khu vực thị trấn Hách Lót phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Nước tràn vào nhà dân ngập nhiều đồ đạc. Mặc dù nằm cách xa suối hàng trăm mét, nhiều ngôi nhà vẫn bị ngập. Mưa lũ tại huyện Mai Sơn hiện còn làm cô lập nhiều xã, nhiều bản. Mưa lớn gây ngập úng nghiêm trọng khu vực Lồng Chảo Điện Biên. Từ đêm 30 tháng 8 đến sáng 31 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra mưa lớn, khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập úng nghiêm trọng. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, từ 19 giờ ngày 30 tháng 8 đến sáng ngày 31 tháng 8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa một số điểm trong tỉnh ở ngưỡng cao, khí tượng Điện Biên 152mm, Vadin 48mm, Thủy văn Bản Yên 83mm, Na Sang 72mm, đo mưa tự động Keo Lom 88mm, Mường Ẵng 83mm, Tây Trang 72mm. Mưa lớn đã khiến một số tổ dân phố khu vực thành phố Điện Biên bị ngập úng cục bộ, đặc biệt tại tổ dân phố 24-25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên, mưa lớn khiến nước suối sông Liếu dâng cao tràn ngập vào nhà dân. Nhiều hộ dân phải di chuyển khẩn cấp đồ đạc trong đêm để tránh thiệt hại, tuy nhiên nhiều vật dụng vật nuôi của một số hộ dân vẫn bị mưa lũ cuốn trôi, nhiều cây cối hoa màu của người dân bị hư hỏng thiệt hại. Ông Hà Văn Luyện, tổ dân phố 25, phường Mường Thanh cho biết, gia đình tôi và các hộ dân ở đây đều bị nước ngập vào nhà. Năm nay, mực nước dâng cao hơn mọi năm, thời gian rút cũng rất lâu, đường vào nhà tôi nước chảy xiết, ngập sâu hơn 1 mét, mọi người không thể ra ngoài được. Tại khu vực huyện Điện Biên, mưa lớn kèm theo lũ từ suối Hủy Lé đã khiến quốc lộ 279, đoạn chạy qua khu vực đội 24, xã Non Hẹt, bị ngập úng nghiêm trọng. Nhiều phương tiện giao thông đi qua đoạn đường bị chết máy do ngập nước. Ngoài ra, hàng chục hecta lúa mùa đang chuẩn bị trổ của các xã Thanh Sương, Thanh Yên, Non Hẹt, Thanh An, Bom Lót bị ngập úng cục bộ và nguy cơ mất trắng. Ông Lò Văn Tuân, người dân xã Non Hẹt chia sẻ, chúng tôi rất lo lắng, không biết lúa bị ngập hoàn toàn như vậy có ảnh hưởng gì đến năng suất chất lượng lúa hay không. Thời điểm này, lúa đang chuẩn bị trổ mà bị úng, bị đổ như vậy, rất có thể sẽ bị mất trắng. Mực nước lúc 7 giờ ngày 31 tháng 8 tại trạm Thủy Văn Bản Yên đạt 475,62m, thấp hơn cấp báo động 3 0,38m. Hiện tại, mực nước tại trạm Thủy Văn Bản Yên đang đạt đỉnh và có xu thế xuống. Dự báo, mực nước tại trạm Thủy Văn Bản Yên tiếp tục duy trì sâu xuống chậm và có khả năng đạt 478,80m vào lúc giờ ngày 31 tháng 8, cao hơn cấp báo động 2 0,30m.
Hiện tại, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn, cảnh báo lũ, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra trong toàn tỉnh. Nguy cơ đặc biệt tại các huyện Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Ảng, Mường Né, Nậm Bồ, Mường Cha và vùng lân cận